Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 3, TikToker Nhật Hải biết tuốt hơn 894.000 người follow đã gây bão mạng với phát ngôn về vụ giật bim bim ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn clip dài 59 giây thu hút hơn 82.000 lượt xem và gần 300 bình luận. Clip này nam TikToker nói, vì sao ở Sài Gòn trộn cấp nhiều như vậy thì điểm cốt lõi nhất là do văn hóa. Ngoài ra, nam tiktoker còn cho rằng Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng để những tội phạm hoạt động. bên dưới clip này rất nhiều người cho rằng tiktoker đã giỡn quá mức, đi quá xa và để hàng trăm bình luận cãi nhau về vấn đề trong clip cũng như những tranh luận về vùng miền. về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hội, phó giám đốc sở thông tin truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin về clip gây tranh cãi của tiktoker nói về vụ giật bim bim và đang cho kiểm tra đề xuất hướng xử lý. Trước đó đã có nhiều TikToker bị xử phạt về những phát ngôn trên mạng của bản thân. Điển hình như tháng 11 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt TikToker Phạm Đức Tuấn, chủ kênh TikTok NO NO về việc đăng tải video clip Một ngày tử tế của NO. Người nghèo ăn gì? nơ ono cho ăn đó có nội dung không tôn trọng người già nêu đơn. Hay vào tháng 1 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với ông Hứa Quốc Anh, TikToker này bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc vô khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Đầu tháng 3 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em số tiền 37,5 triệu đồng do livestream với nội dung gây sốc liên quan đến phát ngôn của TikToker Nhật Hải Biết Tuốt. Trước đó, ngày 13 tháng 3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm người giật bánh bim bim tại cửa hàng tạp hóa. Được biết, vụ việc xảy ra tại tiệm tạp hóa nằm trong hẻm 275, đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh. Theo nội dung clip ghi lại, 16 giờ chiều ngày 12 tháng 3, bốn thanh niên đi trên hai xe máy đã đến một tiệm tạp hóa. Sau khi giật máy lốc bim bim, họ tăng ga bỏ chạy. Chữ tạp hóa là người phụ nữ đã đuổi theo trong bất lực. Clip đăng tải lên mạng xã hội kèm lời nhắn nhà ai bắn tạp hóa cần cẩn thận. Ngày 13 tháng 3, ông Triển ngụ quân Bình Thạnh xác nhận sự việc giật bim bim xảy ra ở nhà mình. Theo ông Triển, chiều ngày 12 tháng 3, Ông ra ngoài, vợ ông ở nhà trong coi tiệm tạp hóa thì xảy ra tình huống trên. Vì quá nhanh, vợ ông không kịp trở tay. Có khoảng 3 lóc bim bim bị mất, giá trị chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng hành vi là táo tợn. Không sớm răng đe thì sau này họ có thể gây ra những vụ việc tổn thương cho xã hội. Ông Triển nói. Cũng theo ông Triển, trước Tết Nguyên đáng 2024, tiệm tạp hóa của gia đình ông cũng bị kẻ xấu đi vào lấy hai thùng bia. Liên quan đến vụ việc trên, tối 12 tháng 3, Công an quận Bình Thạnh đã cùng các đơn vị liên quan bắt giữ các thanh thiếu niên nói trên ở thành phố Thủ Đức.